Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Shin Dino. Và đây là hai cái hộp khủng long luôn các bạn ơi. Không phải là một mà là hai nha các bạn. Ok, đây là hai cái hộp khủng long mới cùng với mình kiểm tra ngay lập tức nào. Đầu tiên mình sẽ chọn cái hộp ở trước này, đó chính là cái hộp khủng long bảo chúa T-Rex đi mấy bạn. Wow, nhìn nè, ở trong cái hộp khủng long bảo chúa T-Rex này chúng ta sẽ có một nhân vật là ông chú. Ông chú này trong cái biệt đội gọi là lính đánh thơi đi săn mấy cái bạn khủng long này. Trời đất ơi, can đảm hang đi săn khủng long, ngồi trên cái xe Jeep này, chiếc xe Jeep của Safari các bạn. Ở bên này nó có trang bị thêm những cái vũ khí này các bạn nhìn xem. Đó. Ở dưới đây là mấy bạn khủng long, một bạn khủng long bạo chúa nè, bạn khủng long nhỏ các thứ. Rồi unbox ra luôn. Wow, khá đẹp các bạn, nhìn xem nè. Đây là kiểu như là hình của những cái tảng băng tuyết trắng xóa luôn, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ gỡ ông chú ra. Gỡ mấy bạn khủng long này ra. Ý, bạn này không có cột lại mấy bạn ơi. Bạn này khủng long gì đây? Sucho máy mệt mấy bạn ơi. Đây nè, Sucho máy mệt nha. Mini, bạn baby. Bạn này là bạn Amagasaurus. Trong cái set này sẽ có 3 bạn khủng long và một ông chú nha mấy bạn. Rồi, bây giờ khủng long bộ chú mình sẽ gỡ đâu đây ta? À, dưới đây nè. Ok, và đây là các thành phần của cái bộ playset này mấy bạn. Okay. Thì cái bộ playset này sẽ có 3 nhân vật khủng long. Một ông chú. Rất như thế này. Này, ông chú này có được trang bị nhiều vũ khí tối tân lắm này để đi săn mấy bạn khủng long nha mấy bạn. Nhìn ông chú này khá là ngầu nè. Đó, thấy chưa? Rồi. Đây là cái bộ vũ khí mà ông chú sẽ sử dụng nha. Đây. Nè, trời ơi, có bộ đàm, áo giáp, các thứ nè, súng ống rồi, từ lưa luôn. Wow, đi săn khủng long rồi các bạn, phải trang bị mấy cái vũ khí này nha. Còn đây là cái xe mà ông chú sẽ sử dụng. Cái xe này là cái xe TV Safari. Cái này gì? Channel 18 này bạn ơi. Channel 18, không biết channel nào đó. Là chắc là cái xe này dùng để đi săn mấy bạn khủng long các bạn. Sau đó là cái trang bị súng ống ở bên trên nè. Đó, và xe chạy khá là nhanh nè, chạy thử coi. Chạy nhanh lắm mấy bạn. Wow, xe này cũng xịn nha. Đây là xe Jeep mà có trang bị vũ khí nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ông chú lên xe ngồi trước đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Đó, kiểu lên xe chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu các bạn. Đó, ok. Gây chưa, ngầu chưa, ngầu chưa. Quá ngầu luôn các bạn ơi. Còn đây là bảo chúa của chúng mình. Đó, bảo chúa. Các bạn nhìn xem bạn bảo chúa của mình ở phiên bản này nhìn khá là tức cười nè, thấy không? Cái bàn tay thì chỉ có hai ngón thôi. Và phiên bản này là nhựa cứng PVC. Nó có đèn ở trong này các bạn, có đèn phát sáng nha. Rồi phần này là có âm thanh. Ở chỗ cái vết chạy xước là có âm thanh nha mấy bạn. Rồi bên này nó sẽ có một cái dây, mình sẽ rút cái dây này ra. Chắc là nó sẽ phát ra âm thanh bằng cái dây này mấy bạn. Đây. Rồi cái chân. Đó, đây là bạn bảo chúa của mình nha. Rồi bấm thử coi. What? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đó bạn. Ok, tương tự như vậy thì mình cũng sẽ lấy cái set còn lại ra. Ở trong này cũng có những cái sản phẩm nha. Rồi, unbox ra mấy bạn. Ok, và đây là cái set thứ hai mà mình đã unbox xong. Thì đây là cái trang bị của cái ông chú này. Đó, chính là cái ông chú này cũng là trang bị rất là nhiều giáp nè. Rồi, các thứ nè các bạn. Đó, bộ đàm rồi, ống nhòm rồi nè. Ở đây là mấy cái bình dưỡng khí nè mấy bạn. Rồi mấy cái thiết bị ba lô, áo giáp, súng đạn, kìm rồi các thứ nè. Là sẽ trang bị cho ông chú này để đi bắt mấy bạn khủng long nha. Đó, mình sẽ để sang bên nè. Rồi, kế tiếp là ba bạn khủng long trong cái set này. Đây là bạn Carthoris. Wow, Carthoris màu sắc cũng khá là đẹp mấy bạn. Bạn này cũng có âm thanh nè. Bấm thử coi. Wow, có đèn phát sáng luôn nha mấy bạn. Và có bị chạy xước ở đây nữa nè. Đó, đây là bạn Carthoris nha. Wow, phiên bản này cũng khá là đẹp mấy bạn. Đó, đứng rất là ok luôn nè. Còn đây là bạn Pterodon. Pterodon mấy bạn, mấy bạn cũng long bay. Đó, kiểu bạn nha. Rồi, ở đây là bạn khủng long gì đây?
Raptor, Velociraptor, phiên bản này màu sữa xưa bạn, màu xanh lá cây, Velociraptor. Rồi còn đây là cái xe Jeep của White Park mấy bạn ơi. Rồi, White Park đây, trên cái xe Jeep này có trang bị dây thần nè, ba lô nè, rồi cái ba lô mà kiểu chống đạn rồi nè, đó đầy đủ luôn. Có bánh xe phụ trợ đằng sau nữa nè. Ở đây có bảng Save Animal đấy bạn à. Rồi ok nha. Thì mình sẽ có một cái kịch bản như thế này, mời các bạn cùng xem nha. Wow, khủng long kìa. Rồi chuẩn bị bắn nó thôi. Bắt con khủng long lại, bắt lại. Chạy mau. Rồi một con đã bị bắt rồi. Rồi bắn lưới ra mấy bạn, nó bắn lưới ra nè. Cái súng bắn lưới nha, bắn lưới ra. Rồi một con khủng long nó bị bắt với cái cây, còn một con nào nó bị bắn rồi, bắn thuốc mê rồi. Rồi xong luôn. Rồi ông chú này chạy xuống. Rồi bắt được khủng long này à, bắt nó. Rồi ông chú đã bắt được khủng long rồi các bạn ơi, nhưng mà không ngờ là khủng long bạo chúa đã xuất hiện. Oh no, chạy mau khủng long bổ chúa kìa. Oh no, khủng long bổ chúa, dừng lại. Khủng long bổ chúa đang ăn thịt con khủng long kia kìa mấy bạn ơi, cứu tôi với. Chạy lên, mau lên, đuổi lên. Lên xe, chạy mau. Oh no. Raptor nó leo lên cái xe rồi mấy bạn. Rồi nó chuẩn bị đánh nhau với lại khủng long bổ chúa. Khủng long này chắc khủng long bay nữa. Oh no. Khủng long bổ chúa mạnh quá mấy bạn ơi, nó hất cái xe lên rồi kìa. Oh no. Cantor xuất hiện. Hai đứa dài một con khủng long mấy bạn ơi. Trời ơi. Chiến đấu. Và đây là cái kết khi khủng long bộ chúa nó nổi điên lên và nó tấn công mấy cái bạn khủng long này luôn mấy bạn ơi. Rồi do mấy cái ông chú này đi bắt khủng long vô tình để gặp được khủng long bạo chúa và nó nổi điên nên nó tấn công mấy ông chú luôn. Cái xe này các bạn ngã tung luôn. Rồi ông chú này kêu là cứu tôi với, nằm thoi thóp rồi các bạn. Một con khủng long nó rớt vô cái xe có ông chú này đang rất là sợ sệt, để con Raptor nó vẫn còn sống luôn các bạn. Trời ơi, ghê chưa. What, ok, khủng long bay nè, khủng long cổ dài nằm la liệt luôn, và cái kết là khủng long Carthoros đã bị tiêu diệt bởi khủng long bạo chúa các bạn ơi, nó mạnh quá. Wow, quá đáng sợ luôn. Đây là cái kịch bản mà mình đã nghĩ ra, các bạn thấy có hay không? Đó, bạn nào thấy kịch bản nào hay hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Còn nếu dở cũng để lại bình luận luôn để mình có thể cải thiện cái kịch bản khác
theo một cái hướng khác để các bạn có thể thấy được là chơi mấy cái món đồ chơi khủng long nó sẽ có những cái kịch bản mà mình có thể tạo ra được rất là hay và rất là thú vị luôn, đúng không các bạn? Ok, đây là mấy bạn khủng long mà mình đã mở hộp cho cái bộ sưu tập hôm nay. Đừng quên ấn like và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với những bạn khủng long mới và chất lượng hơn nữa nha. Bye bye.